Nhằm tiến tới việc công khai, minh bạch hóa các thông tin về đất đai, quy hoạch để người dân thuận tiện tiếp cận thông tin, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào sử dụng phần mềm tra cứu trực tuyến để người dân có thể xem thông tin cụ thể về quy hoạch đất đai trên địa bàn quận. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức vừa chính thức cung cấp ứng dụng trên điện thoại di động cho người dân xem quy hoạch đất đai tỷ lệ 1/2000 tại địa bàn quận. Với ứng dụng này, người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh của mình, có thể tra cứu tình trạng thửa đất và tránh nguy cơ bị hại khi mua bán nhà đất. Thay vì phải chờ 10 ngày và sao y giấy tờ cần thiết để nắm thông tin quy hoạch về lô đất mà mình cần đăng ký giao dịch như trước đây, giờ đây, ở bất cứ nơi đâu, chị Lê Trần Phương Nam chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là có thể thực hiện công việc này. Mình chỉ cần đăng nhập vào hệ thống rồi nhập số tờ số thửa vào, rồi mình nộp hồ sơ, rồi mình có số biên nhận, rồi mình đến đây để mình nhận thôi. Hoặc là ở đây người ta sẽ gửi về cho mình luôn. Ứng dụng này có các chức năng chính như cung cấp bản đồ trực tuyến, xem thông tin trên bản đồ, tìm kiếm thông tin thửa đất theo số tờ, số thửa, tra cứu tình trạng hồ sơ đã nộp. Việc mà áp dụng công nghệ thông tin thì cái việc mà thao tác của cán bộ thụ lý đối với lại cái việc mà cung cấp thông tin quy hoạch trực tuyến cho người dân là nó nhanh hơn. Các cái số liệu không có phải đi lục, hoặc là cái việc mà thông tin quy hoạch người ta của người dân mà ta cần nhanh chóng hơn thì người ta cũng có thể gửi cái góp ý đó. Qua ứng dụng này, những cơn sốt đất xảy ra trên diện rộng ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hạn chế. Đây sẽ là một bước tiến mới quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính nhà nước và xây dựng chính quyền điện tử thành phố trong tương lai.